Phương Phương xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của chị Ruby và em Cherry. Đố các bạn biết bánh kem nào của Ruby? Hôm nay là bạn Ruby tròn 9 tuổi. Còn chiếc bánh kem hình con mèo này là tượng trưng tuổi con mèo của em Cherry. Hôm nay là em Cherry tròn 1 tuổi thôi nôi nè. Nên mẹ Dương đã đặt hai cái bánh kem tại vì hai chị em sinh cùng ngày luôn các bạn ạ. Bằng ngày này năm ngoái là mẹ Dương đang vô bệnh viện để đi đẻ em Cherry đó. Mà năm nay em Cherry đã tròn 1 tuổi rồi, rất là nhanh luôn. Mẹ Dương cho em đi cái nón nè. Mẹ em Cherry không chịu đeo gì hết trơn, không chịu đội gì hết trơn. Mẹ Dương cứ dục ra hoài. Nên là mình để đây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhờ bố Thịnh thắp nến lên nha, để cho Ruby và em Cherry thổi nến nè. Để mẹ Dương coi coi là em Cherry có biết thổi nến không nha, giống như sinh nhật của Sushi hồi xưa. Sushi hồi xưa Sushi không biết thổi các bạn ạ. Mẹ Dương thắp nến lên mà Sushi không biết thổi. Rồi bây giờ cả nhà mình sẽ cùng nhau hát nha, hát chúc mừng sinh nhật nè. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Ruby và chúc mừng sinh nhật Cherry. Chúc hai con thật là ngoan và học giỏi nè. Và em này thì phải ngoan nha, không có được quýnh mấy chị nha. Rồi hoan hô. Rồi Cherry hoan hô là biểu diễn hoan hô Cherry. Đúng rồi, Cherry hoan hô đi. Cherry hoan hô Cherry. Cherry đang lo nhìn con mèo. Rồi ok, bây giờ Ruby sẽ thổi nến nha. Mẹ Dương sẽ đặt cái bánh kem xích ra đây cho Ruby thổi nè. Rồi Ruby thổi đi Ruby. Một. À quên, trước khi thổi nhắm mắt lại ướt. Con nhắm mắt lại, con ướt đi, con ướt cái gì. Rồi con ướt. À con mèo. Con mèo. Rồi con ướt đi, con ướt đi. Khi nào con ướt xong rồi thì con mở mắt ra và con bắt đầu thổi nến nha. Xong chưa? Rồi bắt đầu, chúng ta sẽ cùng nhìn chị Ruby thổi nến nè. 2, 3. Wow, hoan hô. Hoan hô. Chị Ruby đã ướt và đã thổi nến rồi. Bây giờ tới lượt bạn Cherry. Để coi bạn Cherry biết thổi không nha. Nào, đẩy cái này xích qua nha. Cherry thổi nến nha Cherry. Rồi Cherry thổi đi. Cherry thổi đi Cherry. Rồi Cherry thổi đi. Cherry, Cherry thổi đi. Cherry biết thổi không? Ừ. À Cherry không biết thổi. Rồi bây giờ ai đại diện thổi cho chị nói. Rồi bây giờ cho Sushi thổi một cái nha. Cho Sushi à. Rồi cho Sushi với Bunny thổi ké nha. Bunny Sushi thổi này. Rồi vậy Sushi thì thổi cái của này, còn Bunny thì thổi cái của Cherry. Mẹ đếm nha, mẹ đếm 1 2 3 chúng ta cùng thổi nha. 1 2 3. Rồi Sushi thổi nha. Rồi Sushi thổi đi Sushi. Chị thổi không chị nè. Đó. Này nè, bà cũng thổi nè, bà thổi nè. Rồi xí thổi đi. Xí. Để thôi, cho Cherry thổi nha. Cho Cherry thổi nha. Đó, đúng rồi. Rồi, xong. Bạn Sushi đang xấu hổ nữa rồi. Mẹ Dương nhớ hồi năm Sushi 1 tuổi á, Sushi cũng mắc cỡ, Sushi cũng không chịu thổi luôn. 2 tuổi cũng không chịu thổi luôn. Bây giờ ké cũng không chịu thổi luôn. Tiếp theo sẽ là tiết mục cắt bánh kem. Bây giờ mẹ Dương thấy có hai cái thì sao mà ăn hết được đúng không? Mình sẽ ăn một cái trước đi, còn một cái mình để dành chiều nay mình ra mình đi ăn với ông bà nội nữa, mình mang theo ra nhà hàng để mình cắt bánh kem ngoài nhà hàng mình ăn tiếp. Còn bây giờ mình sẽ ăn một cái trước. Thì Ruby nói là Ruby với Bunny. À, tất cả các bạn đều muốn ăn cái hình công chúa trước, còn cái bạn mèo này thì để dành ra nhà hàng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy dao và dĩa. Bố lấy giùm mẹ dao với dĩa ra đây để cho Ruby cắt. Ừ con lấy đi. Rồi bố cắt cái con mèo này vô tủ lạnh đi bố. Nhưng mà trước khi cắt thì chúng ta phải gỡ các bạn công chúa này xuống thì chúng ta mới cắt được. Thì bây giờ ở đây chúng ta có tất cả là, đúng rồi, sinh nhật của Ruby mà, Ruby có quyền gỡ. Không, Ruby gỡ nha. Rồi Ruby gỡ đi. Không gỡ trên con, mấy con nó để dưới cũng được. Đúng rồi, gỡ ra. Đúng rồi. Từ. Đó, còn đây là tòa lâu đài nè. Đấy, Siêu ơi, Siêu đang ngồi mẹ, Siêu đang ngồi mẹ. Nó được cắm cái cây. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh kem nha. Trời, mẹ Dương thèm quá, bánh kem này rất là ngon đó các bạn ạ. Sinh nhật của bạn nào mẹ Dương cũng đều đặt bánh kem ở đây hết trơn á. Đó. Ăn nó không có ngọt mà rất là thơm. Rồi, con lấy hết con công chúa chưa?
Rồi cả cái trái tim này lấy xuống luôn. Rồi lấy cái nến này luôn. Đây cái nến 9 tuổi của bạn Ruby nè. Rồi. Wow, ngôi sao dễ thương quá à. Rồi cái dao đâu ta? Rồi Ruby cắt đi, Ruby. Cắt một đường xuống. Đó, đúng rồi. Con cắt thẳng xuống luôn. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Sau mẹ Dương sẽ hỗ trợ cho Ruby nha. Bây giờ mình sẽ cắt tiếp cho Ruby nè. Đó, rồi dĩa đâu? Chúng ta sẽ lấy cái dĩa ra đây. Mỗi bạn sẽ được một miếng ha. Ăn nhiều không? Wow, cái bánh kem này nó có dâu. Nó có dâu luôn, mẹ Dương đặt có dâu luôn nè. Wow. Đây, trời ơi, có trái dâu tươi các bạn ơi, ngon quá à. Nè, quá trời dâu luôn. Là ăn được. Wow. Đây để mẹ Dương quay cái bánh kem cho các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? Ở bên trong rất là nhiều trái dâu tươi luôn. Rồi tiếp tục để mẹ Dương cắt tiếp, ngon Vani. Vani thường là Vani không thích ăn kem béo này nọ đâu mà Vani kêu ngon là biết rồi đó. Rồi tiếp tục đến cái này nha. Thích ăn hạt lắm. Wow, đây là mứt thơm nè. Sao có hạt của con nhỏ? Hạt cốm á. Này của con nhỏ. Rồi đây của Ruby. Rồi Ruby lấy nĩa nha. Rồi tiếp tục là tới của bạn Sushi nha. Rồi mẹ lấy dĩa cho Sushi. Đây của Sushi đây. Có một cái dâu bị rớt ra. Rồi đây. Rồi Sushi xúc ăn nha. Rồi tiếp tục sẽ là của mẹ Dương. Con ăn cái dâu. À con ăn cái dâu, con ăn đi. Con bóc. Ừ con bóc. Ăn hạt hạt. À cherry đòi ăn hả? Đây của cherry đây nè. Wow, miếng nào cũng có dâu hết trơn á, rất là ngon. Rồi cherry xúc ăn đi. Đây sinh nhật của cherry mà đúng không? Trời cực đầu các bạn. Wow, trời ơi cherry bánh kem nha. À con đổi cho con hả? Rồi mẹ đổi cho con rồi nè. Ok, sinh nhật của cherry mà cherry không chịu đổi nón các bạn ạ. Đây nè, mẹ Dương có nón cho cherry nè, cherry không chịu đổi, cherry trời dục ra mà. Rồi. Ok. Rồi mâm mâm nha. Trời ơi ngon quá. Rồi mẹ Dương miếng nha. Mẹ Dương ăn thử bánh kem của bạn Ruby coi ngon không? Rồi chiều nay mẹ Dương sẽ ăn thử bánh kem của cherry. Con cũng ăn thử cherry. Ngon quá cherry ơi. Ngon ha. Ăn cục này á. Ừ con ăn đi. Xong là Ủa ăn được không? Được. Hay là nó là đồ trang trí thôi? Ăn ngon. À vậy đó là đường á. Ngon ha. Nó không có ngọt. Dễ ăn. Em biết ăn hoàng. Em ăn hoàng. Ừ con ăn màu hồng đi. Con xúc ăn đi. Con sẽ ăn cái này lại đánh. Ờ, thì thôi mình đừng ăn. Cái đó chỉ là hộp trang trí thôi. Ăn được rồi. Trời ơi, Jenny xin ăn kìa các bạn. Ả đi, ả đi. Jenny ả đi. Jenny đừng có cỡ ra. Đó. Mày Dương lấy mẹ Dương đổi. Mày Dương lấy mẹ Dương đổi. Chắc nhìn mẹ Dương hài lắm hả? Không. Không biết em bé 1 tuổi ăn bánh kem á sao các bạn? Chắc không sao đâu hả? Nào chỉ có mặt tuyết này nó bị dơ rồi. Chắc mình phải rửa hết. Rồi chưa đi khoái bánh kem nha. Bà ăn hết xong cái bà đòi ăn tiếp. Mẹ Dương ăn dâu. Có, mẹ Dương ăn dâu. Dâu nó hơi chua. Mình phải ăn cùng với bánh kem nữa thì nó không có bị chua cái miếng dâu. Ăn mới xếp. Ai cũng tay phải của mình. Mẹ tay trái hả? Mẹ đang ôm cherry. Wow. Để thử mất tay trái nha. Hồi chiều con người đang viết bài mình tay trái. Con ăn đi. Nhưng mà viết nó có ẻo ẻo. Con sẽ cầm tay trái đi. Nhà mẹ Dương là có hai bạn
sinh nhật cùng ngày luôn. Nên là một lúc là sang năm chắc mẹ Dương chỉ mua một cái bự thôi, xong ghi tên hai bạn luôn để tiết kiệm các bạn ạ. Mua hai cái thì là tốn tiền quá. Màu này đẹp lắm. Giống cái nằm của con á. Không có màu. Ăn nữa không? Con ăn nữa. Trời ơi. Vani đâu ăn bánh kem nữa các bạn ạ. Vani nè. Bánh này Vani nào? Bình thường là Vani đâu có thích ăn béo đâu ta, mà xong nay Vani lại thích ăn béo ta. Vani. Con đưa cái đĩa vô đây mẹ khẩy lên cho. Đây con cầm con nghiêng cái này cho mẹ, con nghiêng nha. Rồi cầm chắc nha để mẹ khẩy cái bánh. Rồi. Đó. Trời ơi, bạn Vani ăn hai cái rồi nha. Này của bố, này chứ bố của Thịnh ăn. Rất là nhiều dâu luôn các bạn ơi. Rồi mẹ đút cho con nha. Trời ơi, cherry khoái ăn nè. Cho bim miếng nè. Hôm nay cả nhà mẹ Dương múc ban bánh kem sinh nhật. Chưa ăn dâu hả? À, ăn dâu hả? Dâu đó. Nói chứ dâu hả? Ăn dâu mẹ. À, dâu mẹ hả? Mẹ hết rồi. Fanta. Cái dư mẹ nó mới chịu hả? Bánh bên này là nó xịn đó, không có nắng đâu. Ngon mà. Nè. Rồi hôm nay là sinh nhật của Ruby và Vani. Chúng ta sẽ uống ly nước ngọt khổng lồ. Mẹ uống trước nha. Nói rồi Ruby. Sinh nhật Vani. Rồi tới lượt Ruby. Ruby xong rồi Ruby cho em uống miếng. Đúng rồi, bố lấy cái thuốc cắm cho dễ uống. Chết đi. Trời ơi, cherry ăn giỏi quá bạn ơi. Ăn trái dâu. À, ăn trái dâu. Vani. Rồi, trái dâu. Trái hoa Vani. Rồi, con hát to. Giỏi. Lấy dâu cho em cherry là sao xì không? Ăn dâu. Đây, dâu đây nhiều lắm nè. Trong bánh kem này quá trời dâu luôn nè. Trời ơi. Wow. Quá chị dâu luôn. Ui. Ui cần. Rồi chị Ruby đã ăn xong rồi. Đó. Công nhận hôm nay bạn Vani ăn khỏe ghê các bạn ạ. Bạn Vani xin thêm cái thứ hai luôn. Cái môi chị. Ăn trái dâu. À ăn trái dâu nữa đúng không? Vani có nhiều trong bánh nhỉ. Giỏi. Đây. Rồi, tay chút nữa để dành đây nha, cho sushi nha. Đây. Trời quá chị dâu luôn vậy. Chị Vani, chị Vani tốt bụng quá ha. Chị Vani cho con hả? Nó tốt bụng đâu. Tại cơ hơn chiếc đẻ cho chu. Nó không ăn bánh. Rồi để đây cho mẹ đút cái chị đi. Chị ăn bánh thôi chứ không ăn kem được. Chiều nay mình sẽ đi ăn với lại ông bà nội. Xong mẹ Dương sẽ quay clip tiếp nha. Rồi. Dương con ăn kem này à. Con ăn bánh đi. Con ăn vậy là no nhiều đó. Hai cái luôn. Mẹ ăn cái giờ mình ăn, mẹ đang phụ cho sushi nè. Ok. Đúng rồi. Giỏi. Sushi biết xỉa dâu ăn luôn kìa. Wow. Giỏi quá. À con khát nước hả? Ngon quá các bạn ơi. Dâu nữa. Mẹ tìm nha. Anh làm cái trái dâu. Đẹp. À con tự làm đúng không? Rồi con tự làm đi. Mình sẽ làm gì nha. Ấn mạnh xuống. Đúng rồi. Cái đầu búp bê à. Đúng rồi, giỏi. Wow. Đúng rồi, đừng có thiệt. Cả đi ngắn chưa. Chơi đi mất cười quá chơi đi. Thấy Ruby xúc đầu. Chứ cậu em con cũng bị xúc luôn.
Đừng có hơi đau gắn cho được. Cái này gắn được. Không có. Rồi, các bạn ơi, video clip cắt bánh kem tổ chức sinh nhật cho Ruby với lại Cherry đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Anh đang nha. À, anh chị nhau. Bye bye. Mình đang.